Thưa quý vị, một mùa xuân mới đã về, không khí đón xuân đang rộn ràng ở các thôn làng của huyện biên giới Sa Thầy. Sau một năm làm lụng vất vả, người dân nơi đây đều phấn khởi đón mùa xuân mới với khí thế và niềm tin về những điều tốt đẹp trong năm Quý Mão 2023. Thị trấn Sa Thầy những ngày cuối năm Nhâm Dần khá sôi động. Tại chợ trung tâm huyện và các cơ sở kinh doanh, hàng hóa đa dạng, chủng loại mẫu mã, sẵn đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh được chủ cơ sở kinh doanh sớm có kế hoạch dự trữ nên không có tình trạng khan hiếm các mặt hàng. Tình hình mua bán năm nay có vẻ là bình ổn hơn năm ngoái. Năm ngoái thì có cứng mặt hàng nó lên cao hơn tại vì Covid cao, cho nên là năm nay là trái cây nó cũng có vẻ là xuống hạ bớt hơn được một tí. Thì hy vọng năm nay bán được hơn năm ngoái. Năm ngoái thì Covid thì họ đi chợ họ cũng sợ, cũng hy vọng cuối năm sẽ có được cái Tết ấm no hơn. Năm 2022, nhờ triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, Sa Thầy đã nhanh chóng chuyển hướng sang thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, kinh tế người dân từng bước phục hồi, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển tích cực, nguồn cung hàng hóa trên địa bàn ổn định, bảo đảm an sinh xã hội. Em cũng thấy năm nay là nó hết dịch rồi, nên năm nay nó ổn định. Giá cả mặt hàng cũng phải chăng, cũng làm được hơn năm ngoái. So với năm ngoái, được hơn, em thu nhập cũng ổn định hơn. Em mong muốn năm mới là tất cả mọi người dân của Việt Nam ta đều hạnh phúc và vui vẻ ăn đón một cái Tết tràn đầy. Bên cạnh những gia đình đón Tết đủ đầy, vẫn còn nhiều người dân đời sống khó khăn. Song dù là gia đình khá giả hay nghèo khó, mọi người đều hy vọng, mơ ước vào một năm mới sung túc, kinh tế phát triển. Những người con xa quê hương cũng tranh thủ về sum họp với gia đình, nhất là trong những ngày đầu năm. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mọi gia đình, mọi người. Tết còn là những ngày của tình thân, yêu thương và chia sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Điểm này thì gia đình chị cũng sắm được một ít, như là một số đồ dùng cần thiết trong gia đình, chứ cũng chưa sắm được nhiều. Thì Tết mà, nên là lúc nào thì cuối năm thì mình cũng nói chung là cũng háo hức, thì cũng có nhiều cái để lo, nhưng mà cũng cảm thấy nhiều là gia đình thì Tết đến thì gia đình nó sum vầy thì nó sẽ vui vẻ hơn. Và cảm thấy nói chung là cái không khí nó cũng ấm áp hơn. Thì sang năm thì chị cũng mong là gia đình chị là cái kinh tế thì cái nguồn thu nhập nó cao hơn để ổn định cái gia đình nhỏ của chị hơn. Thưa quý vị và các bạn, không khí đón Tết Quý Mão đang tràn ngập khắp mọi nơi trên địa bàn huyện Sa Thầy. Và đến thời điểm này thì nhìn chung các mặt hàng trên địa bàn thì khá là phong phú và đa dạng. Không có tình trạng thiếu hàng và sốt giá. Với không khí chào đón năm mới như vậy thì tin rằng người dân sẽ có một năm gặt hái được nhiều thành công.